tin cập nhật về cơn bão Goni. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ hôm nay, vị trí tâm siêu bão Goni ở cách miền Trung Philippines khoảng 70 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, tức là từ 200 đến 220 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 3 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Theo cơ quan khí tượng Philippines, bão Goni đã đổ bộ vào đảo Catadunes, miền trung của Philippines, lúc 4 giờ 50 phút sáng nay, tức là 3 giờ 50 phút theo giờ Hà Nội, với sức gió lớn nhất lên tới 225 km/h. Sau gần một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, chiều ngày 31 tháng 10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất xảy ra tại trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Đó là ông Đàm Văn Tuyên sinh năm 1954 và ông Đàm Văn Vịnh sinh năm 1963, trú tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch. Ngày 17 tháng 10, khi hai ông trên đường về nhà, đến địa phận trạm quản lý bảo vệ rừng Thác Voi, nước dâng cao, đường sạt lở nên phải trú tại trạm. Tối ngày 18 tháng 10, một vụ sạt lở đất xảy ra đã vùi lấp toàn bộ trạm này. Ngay khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã điều động 75 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn 996 cùng các lực lượng chức năng và dân quân tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Do thời tiết không thuận lợi, địa hình vụ sạt lở phức tạp nên mãi đến chiều ngày 31 tháng 10, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của hai nạn nhân. Trước khả năng các nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở ở Trà Leng bị cuốn ra sông Len và sông Tranh, lực lượng chức năng sẽ dùng 20 cano chạy trên hai sông này để tìm kiếm. Thông tin trên vừa được ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận tối ngày 31 tháng 10. Cũng theo ông Dũng, đến thời điểm hiện tại, hơn 500 chiến sĩ tham gia công tác cứu nạn đã tìm thấy 8 thi thể nạn nhân trong số 22 người mất tích sau vụ sạt lở núi xảy ra tại Nóc Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Từ chiều qua đến nay, thời tiết tại hiện trường vụ sạt lở ở Trà Leng có mưa, do vậy công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện quốc lộ 40B nối từ huyện Bắc Trà My lên Nam Trà My đang bị chia cắt do sạt lở. Điện lực miền Trung đang nỗ lực cấp điện trở lại cho những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Đến ngày 31 tháng 10, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục cung cấp điện cho gần 22.000 trạm biến áp. Hiện vẫn còn hơn 3.000 trạm đang được các đơn vị tích cực triển khai khôi phục. Tỉnh Quảng Ngãi là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong bão số 9. Sau 3 ngày khẩn trương khắc phục, cùng với sự trợ giúp của 10 điện lực thành viên trong Tổng công ty Điện lực miền Trung, đến nay đã khôi phục điện cho 12 trên 13 trung tâm huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh này. Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, sau khi bão qua, đã duy trì phối hợp lại cấp điện cho các khu vực trọng yếu của tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình khắc phục, đặc biệt quan tâm công tác an toàn cho người dân và lực lượng thi công trên lưới điện. Đến nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã khôi phục cấp điện hoàn toàn cho 5 trên 11 tỉnh thành phố bị ảnh hưởng của bão số 9. Nhiều chính sách mới liên quan đến học sinh, giáo viên có hiệu lực từ hôm nay, ngày 1 tháng 11. Cụ thể, từ hôm nay, khi thông tư 32 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực, giáo viên không còn được phê bình học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trước lớp, trước trường khi học sinh vi phạm khuyết điểm. Nếu như trước đây, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện, tùy theo mức độ vi phạm, giáo viên có thể nhắc nhở, phê bình hoặc thông báo với gia đình. Thì nay, tùy theo mức độ vi phạm, có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật như nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn, hay thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục được khuyết điểm. Điểm mới được đưa ra là giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh. Còn theo điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư 32, học sinh cấp 2, cấp 3 được sử dụng điện thoại trong giờ học để phục vụ cho việc học tập và phải được giáo viên cho phép. Ngoài ra, giáo viên cũng không còn cấm bị sử dụng điện thoại khi đang giảng dạy trên lớp. Liên quan đến thông tin cán bộ xã thu hồi tiền cứu trợ của người dân gây xôn xao dư luận những ngày gần đây, mới đây thông qua trang Facebook cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng chính thức. Chủ đề này hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.
Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên đã lên tiếng chính thức về vụ việc cán bộ xã thu lại tiền cứu trợ của người dân gây bức xúc trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, sau khi xác minh và xử lý, thôn đã trả lại số tiền cho người dân. Cô cũng cho biết mỗi chuyến từ thiện đều nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, công an và cán bộ địa phương, do đó sẽ không có tiêu cực xảy ra và nếu có sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trước đó, Thủy Tiên đã hỗ trợ 69 hộ dân thôn Ngọa Cương, xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, mỗi hộ là 6 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó xuất hiện thông tin sau khi đoàn từ thiện đi khỏi, ban cán sự thôn đã thu lại toàn bộ 414 triệu đồng để cuối đợt thôn sẽ họp bàn với người dân bình xét, cân đối và phân chia lại, trong đó ưu tiên cho những gia đình bị thiệt hại nặng. Theo chia sẻ của trưởng thôn Ngọa Cương, đây vốn là quy ước do thôn lập ra. Khi có đoàn về, ai có tên thì sẽ nhận tiền và nộp lại cho ban cán sự thôn gồm 6 người. Khi công tác tiếp nhận cứu trợ ổn định, sẽ họp toàn thôn, cân đối mức độ thiệt hại để dân bình xét, thông qua và tùy vào hoàn cảnh nhận lại tiền. Trong khi kiểm tra số quần áo cũ được các mạnh thường quân gửi tặng sau đợt mưa lũ lịch sử, một gia đình đang sinh sống tại thôn Loa, xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đã phát hiện 10 triệu đồng bị bỏ quên. Thay vì im lặng và cất đi số tiền này, vợ chồng ông Âm Diệu đã tìm đến Ủy ban Nhân dân xã Ba Tầng để đề nghị cán bộ xã thông báo mong muốn trả lại số tiền này cho người bị mất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Tầng mới đây cho biết đã xác minh số áo quần trên được đoàn cứu trợ xã Hắc Môn, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội trao tặng. Số tiền 10 triệu đồng này thuộc về một người phụ nữ sống trên địa bàn, trước đó đã bỏ quên trong chiếc quần gửi đi cứu trợ bà con vùng lũ. Chị này sau đó đã gửi tặng lại vợ chồng ông Âm Diệu 2 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Hắc Môn gửi tặng thêm 8 triệu đồng. Được biết, gia đình ông Âm Diệu dân tộc Vân Kiều thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã Ba Tầng. Đợt mưa lũ dồn dập vừa qua đã khiến cho nhiều diện tích lúa, sắn, chuối của gia đình ông bị cuốn trôi, hư hỏng nặng. Nóng trên mạng xã hội ngày hôm nay là câu chuyện liên quan đến Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Mới đây, thông qua trang Facebook cá nhân, Hương Giang cho biết cô đã cùng công an đến tận nhà thành viên trong group Anti Nữ Hoàng Đạo Lý để đối chất sau khi bị nhóm này công kích trên mạng xã hội. Tối 30 tháng 10 trên trang cá nhân, Hương Giang chia sẻ thông tin về việc xử lý các thành viên lập nhóm tẩy chay nữ ca sĩ có tên Anti Nữ Hoàng Đạo Lý. Theo đó, cô đã cùng công an đến gặp trực tiếp và làm việc với một trong những cá nhân đã có những bình luận công kích cô trong group kể trên. Hương Giang cũng yêu cầu các thành viên trong group dừng lại việc tấn công mạng tới các chương trình, các nhãn hàng mà cô đang hợp tác. Cô cũng khẳng định hành động của nhóm này là vi phạm pháp luật khi đang phá hoại danh dự, nhân phẩm, cuộc sống, công việc, sức khỏe, tinh thần của nữ ca sĩ bằng những lý do cảm tính hoặc không hiểu đúng sự việc. Group Anti Nữ Hoàng Đạo Lý trước đó đã có đến hơn 100.000 thành viên. Tuy nhiên, nhóm này hiện đã biến mất trên công cụ tìm kiếm công khai của Facebook. Tuy nhiên, vẫn có các group ăn theo nhóm này được lập ra trên Facebook. Trước Hương Giang, cũng đã có những nghệ sĩ Việt quyết định đấu tranh với những người tung tin đồn thất thiệt và xúc phạm danh dự nghệ sĩ trên Facebook. Nghệ sĩ Trấn Thành đã tìm và đến tận nhà để đối đáp trực tiếp với Antifan, đồng thời nhờ pháp luật can thiệp với khẳng định con số bồi thường cuối cùng các bạn hãy tự tưởng tượng đi, tôi hứa là tôi sẽ làm. Phương Mỹ Trì cũng từng gặp mặt đối chất trực tiếp với Antifan cố tình xúc phạm tới ông bà đã mất của nữ ca sĩ. Những hành động quyết liệt của các nghệ sĩ khi đối diện với Antifan trên mạng xã hội đều nhận được sự ủng hộ từ dư luận. Cách xử lý của Hương Giang trước việc bị phản đối tẩy chay trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Trước đó cũng đã có nhiều nghệ sĩ tỏ ra quyết liệt đối mặt với việc bị ghét, nói xấu hay là phổ biến là bịa đặt những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, công việc và đời sống tinh thần. Nên có cách nhìn nhận và phản ứng ra sao trong trường hợp trở thành nhân vật bị tẩy chay trên mạng xã hội? Chủ đề này đã thu hút nhiều ý kiến. Hãy cùng lắng nghe thông qua phần tổng hợp ngay sau đây. Nhóm anti có thể là do một brand đối thủ tạo dựng, hãy cứ bình tĩnh xử lý. Rút kinh nghiệm cho những anti fan khác, muốn anh hùng bàn phím lời lẽ đanh thép, cay độc bồi nhọ thì cũng chuẩn bị thời gian và tiền bạc để nộp phạt và lập biên bản cho việc xúc phạm nhé. Sẵn các bạn lưu ý, anti fan là một chuyện nhưng xúc phạm, nhân phẩm và bôi nhọ lại là chuyện dính tới pháp luật đấy. Một nghệ sĩ kiện anti fan dựa trên điều 34 luật dân sự về các hành vi xúc phạm nhân phẩm thì các em hiểu thành nghệ sĩ mà chỉ muốn được người ta thích, không ai ghét. Trong khi ai cũng hiểu ghét là tình cảm cá nhân
Nhưng ghét mà có các phát ngôn ảnh hưởng tới nhân phẩm và cả miếng cơm nhà người ta thì nó hết cả cá nhân rồi, vì nó động vào nhân quyền. Những người yêu cuộc sống của họ, bận rộn với những dự định và kế hoạch cá nhân, chẳng ai rảnh rỗi thừa hơi lên mạng ngồi sưu tập thông tin hình ảnh của người khác để nói xấu dựng chuyện cả đâu. Thế nên mỗi khi đọc được bình luận khiếm nhã, xúc phạm người khác trên mạng, mình chỉ cảm thấy thương cho họ. Bạn bung ra những lời cay nghiệt, chứng tỏ bên trong bạn cũng chẳng phải người vui vẻ, hạnh phúc. Với những người hay nói xấu, dựng chuyện, có hai cách để cư xử. Một là không để vào mắt, cũng chẳng để vào tâm, coi họ như vô hình. Bởi thực chất chỉ cần gia đình bạn, bạn bè thân thiết, đối tác công việc, họ hiểu bạn là người tử tế, vậy đã là quá đủ. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần thiết, nên bình tĩnh và nhờ sự can thiệp của pháp luật nếu những người này có hành động quá khích. Trước là Trấn Thành, sau là Hương Giang, mình cực kỳ ủng hộ quyết liệt của hai nghệ sĩ này trong việc đối phó với anti-fan. Trên mạng cũng như ngoài đời, người tốt kẻ xấu đều có cả. Đôi khi chính họ lại là thử thách cho mình để nhìn lại bản thân và học cách yêu thương, bảo vệ mình nhiều hơn. Không chỉ các nghệ sĩ mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng nên trang bị cho mình cách thức để bảo vệ cuộc sống của mình khỏi những kẻ nói xấu đặt điều.